Chào anh em nha, mình lại giới thiệu với anh em một cây Moritz Đúp 30, cây thanh lý 3.500.000 nha anh em nha. Cái đàn khá đẹp nha anh em. Đây nè, mình quay tổng thể cho anh em coi nha. Cái đàn khá đẹp nha. Lưng eo đẹp nha anh em nha. Mình thanh lý 3.500.000 vì cái đàn thứ nhất là nó có vài vết xước sát trên mặt này nha anh em nha, vài vết xước. Lát mình sẽ quay gần cho anh em coi. Lưng nó bị cứng một phần nha anh em nha, cứng miếng đây, đã được xử lý, đẹp đẽ luôn, ngon lành luôn nha anh em nè, đó, đẹp luôn, cần nó là bị xước ở đây, nha anh em, đây, nó có dấu ở trên này nha, đây nè, đó, thì nói chung là đàn bên cửa hàng mình bán anh em, tùy theo độ đẹp mà tính theo giá nha, cây này nó đẹp, anh em thấy không, nhưng mà nó có vài vết xử lý, thì mình bán giá rẻ hơn những cây khác nha anh em. Những cây đẹp hơn thì 4 triệu 4 triệu rưỡi nha, đúp 30 4 triệu 4 triệu rưỡi, có cây là đẹp lắm 5 triệu nha anh em, đẹp gần như mới rồi, đẹp như mới rồi, mấy cây đẹp như mới thì 4 triệu rưỡi 5 triệu, còn xước sát chút xíu hoặc là có một chút vấn đề gì đó thì xuống 4 triệu nha, hoặc giờ dưới 4 triệu. Những cây này thì xước sát và có một số đây nè, như vết xử lý như vết này nè, đã xử lý rồi thì mình cũng báo cho anh em biết, mình không báo anh em chắc nhìn cũng không biết, tại vì đàn nó đẹp mà anh em, đàn nó đẹp. Thì giá nó sẽ rẻ nha anh em nha. Còn anh em mà muốn đàn đẹp đàn nguyên luôn mà rẻ là chị nó không có, chắc chắn không có luôn. Đẹp thì không bao giờ nó rẻ luôn. Một số vết xước sơ sát này kia thì mình bán giá rẻ cho anh em nha, thanh lý luôn giá rẻ, chất lượng thì hoàn toàn tốt nha, không lỗi lầm, không ảnh hưởng bất cứ vấn đề gì nha, nó chỉ là xước sát nó xấu thôi nha anh em, cái vấn đề nó là thẩm mỹ thôi nha, chứ không ảnh hưởng gì đến chất lượng của đàn nha anh em nha. Cái đàn này là Moritz Đúp 30, mình bán giá 3.500.000, bảo hành đàn 1 năm bình thường nha. Anh em coi tổng thể đây, rồi mình sẽ quay gần test cần phím cho anh em coi nha. Đây, top của đàn đây nha anh em nha. Đẹp đúng không? Hồi nãy mình nói với anh em có vết xước nhưng mà nó mờ lắm nha anh em nha. Vết xước đây nè anh em. Anh em thấy không? Nó mờ nha, nó nhỏ lắm, ở ngoài lớp sơn nó nhỏ vậy nè. Còn này ở đầu cái tâm nó nhỏ nhỏ xíu. Chỉ vậy thôi nha anh em. Còn lại đẹp. Eo đàn đẹp nè, cẩm đẹp nha anh em. Đây là xước nhẹ lắm, linh tinh lắm, rồi không phải xước luôn, dính gì ta, này chắc vết xước nè, nhỏ nhỏ nha, những vết là nhỏ lắm tấm thôi nha anh em. Cái eo này chỗ này chỗ đã xử lý rồi nha anh em, thấy không, nó cứng miếng đã xử lý chỗ này rồi, đẹp luôn, láng mịn nha anh em nha, láng mịn rồi. Cần đàn thẹo đây nha, ở trên này nó có cái dấu mờ mờ nữa nha anh em nha, có dấu mờ mờ, nó đã xử lý rồi, làm đẹp lắm. Đây nè, có cái dấu gần đây nè, mờ lắm, quay cho anh em thấy rồi, nhìn cũng không thấy được. Đây nè, nó mờ mờ nha anh em nha, chất lượng thì tốt hoàn toàn, nó chỉ là vấn đề thẩm mỹ nha, mình đưa cho anh em coi là vấn đề nó thẩm mỹ, nhìn ngoại hình nó hơi xước xát vậy thôi chứ chất lượng nó chả ảnh hưởng gì hết. Đây action dây 1 chuẩn nha anh em nha, dây 1 đây chuẩn, dây 6 chuẩn, cần phím luôn luôn là mình canh về mức chuẩn nha anh em. Cái ngựa này vẫn còn nha anh em có thể hạ xuống hoặc nâng lên được theo ý mình luôn nha, thoải mái. Âm thì rất ok anh em ơi, sori cao à, Moritz sori cao à, âm nó rất là tốt luôn nha. Tất cả các ngăn mình đánh cho anh em coi đó, từ ngăn trên xuống dưới là đều không có tiếng nào mà bị tẹt hay bị lỗi gì nha, không bị rè gì nha anh em nha. Bây giờ mình rải hợp âm, rải nhẹ rải đều để anh em nghe cảm nhận cái âm của nó nha. Thank you.
âm rất là tốt nha anh em nha, âm tốt, tiếng đều, tiếng ấm. Dub 30 nha anh em nha, ngoại hình nó xuất sắc nha anh em, nhưng mà chất lượng âm thanh với cả độ bền nó ngon lành hết các cái nha anh em nha. Mình bán giá 3.500.000. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả nha, anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có. Cảm ơn anh em nhiều.